Đây là tất cả các kế hoạch bữa giờ của tôi. Bà thấy có thích không? Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc xưa, một ngày em sẽ chẳng nghe như lúc đôi mươi đường cong người xin người mê, sẽ không còn đâu lời khen lời chê. Một ngày anh sẽ không người khi bước đi, một ngày anh sẽ chẳng nhớ nói những điều anh vừa nói. Một ngày chúng ta sẽ già, giờ đây anh ở đây, bàn tay em cầm lấy, nạp thêm môi nụ hôn. Người ơi, mong em nhận thấy, một ngày khi ta già nua, thì vẫn có anh ở bên em. Mình người ơi, em đừng đắn đo chi, hãy đến bên anh, mọi khó khăn kia là áng mây bay. Đến nơi cuối trời khi chúng ta già đi, tình người ơi em đừng đắn đo chi, chờ say yêu tiêu mọi thứ em lo, giờ đến anh lo. Đến khi cuối đời khi chúng ta già đi, một ngày em sẽ chẳng còn như lúc xưa, đầu bạc tay run kèm nhèm, đôi mắt vẫn xinh vẫn đẹp, vẫn si vẫn mê mà yêu vẫn thương. Một ngày anh sẽ cùng người khi bước đi, một ngày anh sẽ chẳng nhớ nói những điều anh vừa nói. Một ngày chúng ta sẽ già, mình người ơi em đừng đắn đo chi, hãy đến bên anh, mọi khó khăn kia là áng mây bay. Đến nơi cuối trời khi chúng ta già đi, mình người ơi em đừng đắn đo chi, chợt thấy yêu tiêu mọi thứ em lo, giờ đến chúng ta già đi. Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc xưa, một ngày em sẽ chẳng nghe như lúc đôi mươi đường cong người xin người mê. Một ngày anh sẽ cùng người khi bước đi, một ngày anh sẽ chẳng nhớ nói những điều anh vừa nói. Một ngày chúng ta sẽ già, giờ đây anh ở đây, bàn tay em cầm lấy, nặng thêm môi nụ hôn. Người ơi, mong em nhận thấy, một ngày khi ta già nua, thì vẫn có anh ở bên em. Mình người ơi, em đừng đắn đo chi, chợt thấy yêu tiêu mọi thứ em lo, giờ để anh lo. Đến khi mà thấy sao? Tôi có phải là ông bà chính hiệu của bà chưa? Một ngày chúng ta sẽ già. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại. Hãy bấm like và subscribe kênh YouTube này để nhận những thông tin và hình ảnh mới nhất từ chủ đầu tư.